Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô. Mình là Đoàn Nghị, là người chuyên gia mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 27 chỗ. Thì hôm nay mình vừa mới về chiếc Toyota Vios sản xuất 2005. Bên mình đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Đấy, chiếc Toyota Vios mang áo da màu đen. Đấy, mang biển số 21A02873 anh em nhé. Đấy, thì mình quay qua về phần thân vỏ cho anh em xem. Đấy, đèn rất sáng bóng, tất cả những cái mạ chrome rất sáng. Đấy, dàn bốn lốp của nó còn mới 70-80%. Đấy, sơn xi rất sáng bóng, không một vết xước. Anh em nào mua về chiếc xe này về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi, không phải làm bất cứ một cái gì cả. Đấy, bốn bánh na răng đúc. Đây, dàn bốn lốp của anh em xem. Đấy, mới tinh. Tất cả những cái đèn của nó rất sang bóng. Còn Vios 2005 này Nimo anh em nhé, Nimo lâm. Nếu anh em đúng chân thì hãy alo trực tiếp cho mình. Đấy, theo số máy 0964656865. Anh em xem và cảm nhận. Và sau đây mình sẽ đi vào phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Đấy, được trang bị áo da rất là sang trọng, quý phái. Đấy. Vâng, đây là phần táp lô, táp ly trên cửa anh em nhé. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Đấy. Vâng, đây là phần âm thanh. Tất cả những cột kèo đinh bấm của nó vẫn còn zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đây là chiếc Toyota Vios. Đây, sản xuất 2005, bên mình đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Vâng, đây là phần ghế đằng sau. Anh em xem, trang bị áo ghế rất sang trọng, quý phái. Đây là phần tắp lô, tắp ly trên cửa anh em nhé. Đây là cái tay khóa của nó. Còn những cái cột kèo của nó. Đây, anh em xem. Nếu anh em nào xem video của mình thì hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 1 năm 2019 anh em nhé. Vâng, đây là phần bô lăng của nó. Một chiếc Toyota Vios sản xuất 2005. Đây là phần gương kính chỉnh điện. Đây, âm thanh. Đấy, táp lô, táp ly của nó. Sau đây mình sẽ lộ máy lên cho anh em xem. Vâng, máy đã lộ anh em nhé. Đấy, đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ anh em nhé. Đấy, đây là quả số phanh tay. Đấy, trần này rất sáng bóng, âm thanh vũ trường rất sống động anh em nhé. Đấy, anh em nghe. Đấy. Đây, đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ anh em nhé. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đấy, kính lên xuống. Gương chỉnh điện anh em, kính chỉnh điện đây. Và sau đây mình sẽ đi vào phần khoang máy cho anh em xem.
Vâng, đây là phần khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2005. Đấy, máy rất sạch sẽ, đấy, khô ráo. Đấy, đây mình đã rửa máy rồi. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Máy nổ rất êm. Tất cả những dịch vụ của nó vẫn còn còn nguyên nhân của này rất là nhiều. Vâng, đây là phần nắp capo của nó. Máy nổ rất êm. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị Hải Phòng vừa giới thiệu qua một chiếc Toyota Vios sản xuất 2005, bên mình đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Vâng, chỉ 165 triệu đồng anh em đã sở hữu được một chiếc xe Toyota Vios 2005. Nếu anh em nào xem video của mình thì hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.